tôi, Lê Văn Nam, từng là một đứa trẻ lang thang và cơ nhỡ. Nhưng may mắn tôi gặp được một ân nhân. Và từ đó tôi mới hiểu ra được sự lương thiện là gì. Và tôi muốn đem cái sự lương thiện đó chia sẻ với bao bạn trẻ khó khăn. Thời gian đầu, đối với tôi, đó là những khó khăn nhất của cuộc đời. Đôi khi tôi muốn buông bỏ để đi tìm một hướng mới. Nhưng cuối cùng là cái lòng phấn đấu của tôi, sự cố gắng của tôi đã giúp cho tôi đứng vững nơi đây với tư cách là của một người sáng lập đoàn lân sư rồng Long Nhi Đường. Kính thưa quý vị, và đó chính là Lê Văn Nam, người đã xây dựng nên nhóm Lân Sư Rồng Long Nhi Đường với quy mô hơn 200 thành viên, từng lưu diễn khắp 63 tỉnh thành, lọt vào top 6 đội Lân Sư Rồng xuất sắc nhất diễn ra tại cuộc thi liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế tại Đà Nẵng năm 2019. Và câu chuyện ngày hôm nay mà anh Nam muốn chia sẻ trong khoảnh khắc cuộc đời là gì? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh cùng với người kết nối, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng thời trang Kim. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời. Người tôi sắp giới thiệu ở đây, một người hăng say lao động để tìm ra những giá trị không chỉ cho bản thân mình và cho những người xung quanh, và đặc biệt là những em nhỏ kém may mắn. Xin giới thiệu anh Lê Văn Nam ạ. Anh đang nghe âm thanh gì ạ? Thì ra là cái tiếng rất quen thuộc, đó là múa lân, tiếng trống. Rất quen thuộc à? Dạ vâng. Hồi nhỏ khi anh nghe cái âm thanh này thì anh nghĩ đến điều gì? Lúc nhỏ nghe những âm thanh này thì đối với tôi thì rất là háo hức lắm, rất là vui vì mình thấy được những chú lân và những chú rồng biểu diễn. Mình muốn hòa nhập vào nhân vật như là một con lân này kia để biểu diễn như bao nhiêu người khác. Tất cả các bạn nhỏ, bản thân tôi cũng vậy, khi mà nghe một cái tiếng âm thanh lân hay là thấy một cái đoàn lân lướt qua, cái việc đầu tiên tôi rất là hân hoan và tìm mọi cách để hướng về cái âm thanh đó, có thể là chạy ra để nhìn nó. Dạ vâng. Nhất là đi với bố mẹ thì có khi kêu bố mẹ phải dừng lại. Và đặc biệt là tôi nhớ về những cái dịp Tết đó, những cái âm thanh đó, những cái màu sắc của lân, những cái không gian mà lân vẽ lên đó, nó là cả một ký ức rất là tươi đẹp. Lúc nhỏ thì như anh nói thì những đứa nhỏ nó sẽ cùng với cha mẹ được đi xem nổ lân. Còn tôi thì những ngày Tết đó thì tôi phải đi lượm những cái lon nước ngọt của những người ta uống rồi người ta vứt đi, nhặt những cái lon đó về để mà đi mưu sinh, để kiếm sống. Vào những lễ hội, những lễ Tết là cái đó là cái ngày mà tôi tìm kiếm cho mình được thu nhập khá hơn. Nghe anh chia sẻ thì tuổi thơ của anh rất là vất vả. Nhỏ thì học tới lớp 3 là đó, nghỉ học những cái kinh phí học để nhường lại cho các em nhỏ. Tôi phải đi lang thang đầu đường xó chợ phụ mẹ để giúp được cho những đứa em được ăn học, rồi lượm ve chai bán vé số ở khu vực quận 5, đi bưng bê hủ tiếu bán cà phê. Cái này là thời gian là người dân ở địa phương người ta còn cho tôi một cái danh gọi là thợ đụng. Đụng việc gì làm việc đó. Do hồi nhỏ thì ba mất sớm, cuộc sống rất là khó khăn, nên nói về những cái khoảnh khắc mà vui sướng như bao đứa trẻ khác, đối với tôi thì nó hiếm thấy lắm. Có vẻ như từ cái tuổi thơ khó khăn của mình nên sau này anh đồng cảm với em bé khó khăn, và anh đã mở cánh tay của mình ra. Trong giây phút này rất muốn biết được khoảnh khắc nào đã làm thay đổi anh Nam để anh có mặt ngày hôm nay. Đối với tôi thì những cái khoảnh khắc lớn lên mà được như ngày hôm nay, phải nói là những cái khoảnh khắc chỉ có đau khổ thôi. Rồi có sự vất vả của mình, từ đó tôi phải vượt lên để cố gắng mình trở thành những người tốt và người có ích và giúp đỡ cho được nhiều em nhỏ. Cực nhọc, gian khổ thì Vinh có cảm nhận được, nhưng mà Vinh chưa hiểu hết hai chữ đau khổ. Nó như thế này, người ta thì đi trên một cái đường bình thường để mà sống, còn đối với tôi thì phải đi trên dũng bùn, từ cái ăn cái mặc rồi chăm lo cho các em nhỏ. Rồi đôi khi phải chịu nhiều thị phi ở bên ngoài. Những lúc mưa gió, nhà dột cột siêu, bao nhiêu cái cảnh đó tôi đều trải qua. Lúc đó mới có 14, 15 tuổi thôi là phải chăm lo cho 10 em nhỏ. Lúc cái tuổi đó là phải nói là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Tôi phải cực nhọc, phải lo cho các em. Không có nói là từ đau khổ mà gọi như là khó khăn. Đó là cái khoảnh khắc mà nhớ hoài đó. Nó cơ cực quá. Chính vì những cái khó khăn đó đã giúp cho tôi trưởng thành được tới ngày hôm nay. Và giúp cho tôi có được cuộc sống tốt hơn, hiểu ở đời nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ nói cụ thể hơn là cái khoảnh khắc mà mình thành lập đội Long Nhi Đường. Tiền một ngày đó là tôi đi trên cầu dài dài, tôi đi xuống tôi nhìn có nhiều em nhỏ nó quậy phá, nó chọi nhau, đánh nhau, thì tôi mới tìm hiểu về các em. Các em đều là một coi cha, có đứa thì một coi mẹ, có đứa thì cũng không có cha không có mẹ luôn. Thì tôi may mắn là tôi gặp được cái nhà tình thương giúp đỡ cho những em nhỏ đó, có khó khăn đó, là được ăn cơm rồi được học thêm chữ nghĩa. Tôi muốn giúp đỡ cho các em, mà lúc đó mình mới 14, 15 tuổi thì giúp được các em cái gì. Thì với cái
phương án đầu tiên thì là tập hợp lại các em tạo một cái sân chơi. Mới chọn là con nít thì nó thích rất là múa lân, nên là chọn cái ngành nghề múa lân, cố gắng đi làm rồi dành dụm đi mua một cái đầu lân về tập hợp cho mấy đứa nhỏ chơi, rồi đi học mài mò ở chỗ này chỗ kia, đứng học lén chỗ đình chỗ miễu. Từ đó chơi được, bắt đầu nó thích thú rồi thì tôi chèn các em vào cái việc học. Tôi khuyên các em là phải đi học đến trường. Khi mà thành lập Đông Nhi Đường thì tôi nhớ vào cái ngày tháng 4 của năm 2010. Lúc đầu thì chỉ muốn cho các em có một cái sân chơi thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng để đi kiếm tiền để biểu diễn nó lại là khác. Mình thấy cái độ khó của Linh mà để đến độ trình diễn cũng không đơn giản thế nào. Cái điều mà tôi muốn nhất là dạy cái đạo đức cho các em chơi để giúp cho các em sống có đạo đức. Tại vì ban đầu gặp các em là nhiều đứa nó chưa ngoan. Cái đó là cái điều mà khó khăn đối với tôi để mà uống giúp đỡ cho các em trở thành một con người tốt. Cái lúc đó là có ai tư vấn cho anh không, hay anh Nam nghĩ trong đầu là phải dạy các em về văn hóa và đạo đức trước tiên? Nói về tư vấn thì chẳng có ai tư vấn đâu, tại vì cũng do cuộc sống của tôi từ nhỏ rồi. Nó do chính bản thân mình đã trải nghiệm qua. Dạ. Bắt đầu phải đi học lén, học lớp nhiều nơi. Và may mắn là được các anh lớn hỗ trợ và giúp đỡ lại cho từng kỹ thuật. Và cái điều đặc biệt nhất là tôi hay đi làm rồi kiếm tiền cho các em đi vào những tiệm net, coi và học qua những cái trang mạng của nước ngoài người ta dạy. Đó là một cái cách mà mình mở cái tầm mắt của mình ra bằng cái nền công nghệ mới. Dạ. Và để nâng cấp mình lên thì chúng ta phải tiếp cận đến những cái trình độ của thế giới. Dạ đúng rồi. Không phải là ngoài cái công nghệ mà giúp không, mà phải đi học từ các anh, các lò đội lưng lớn. Ngày xưa mình mà muốn vào để được tập luyện thì mình phải gia nhập vào cái đội của người ta thì người ta mới dạy mình. Lúc đó thì cả nhóm có một đội riêng, chỉ đứng ngoài học lén thôi. Thì ngày nào mấy anh đó thấy sao mấy đứa này nó kiên trì, ngày nào nó cũng lại nó đứng nó giờ mình nó học hoài. Cái đầu người ta ra hỏi mình rồi mình mới chia sẻ là cái hoàn cảnh của tụi em là như vậy, mà tụi em rất là đam mê, tụi em rất muốn học được cái bộ môn này nhưng không có ai dạy cho tụi em hết. Thì từ đó những đội lưng lớn mấy anh hỗ trợ cho tụi em, giúp tụi em một chút đỉnh về nghệ thuật này. Cái quan trọng chính hơn nữa là cái sự nỗ lực của anh em chịu phấn đấu, và từ đó nghề dạy nghề tới ngày hôm nay là gần được 10 năm và có được một cái kinh nghiệm khá cao. Nhân đây cảm ơn rất là nhiều người đúng không? Dạ. Nhất là những anh, những bậc tiền bối phía trước dạ. đã tạo điều kiện. Lúc mà anh Nam kể về những đứa bé ngồi chăm chú nhìn những cái anh chị mình biểu diễn á, tôi nhớ cái ca khúc Mặt Trời Bé Con của nhạc sĩ Trần Tiến á, có cái đoạn là đàn tôi hát câu chi mà sao chú bé cười ngộ ghê, trời mưa quá em ơi mà sao em vẫn chờ vẫn đợi. Đó là những cái khoảnh khắc mà những em bé say mê mà không dám tiếp cận, đứng ở xa để nhìn, nhưng mà rất là may mắn các bạn đã được tạo điều kiện để tiếp cận nó. Đoàn của mình ngoài việc là mang lại những cái giá trị tích cực cho các em, giúp các em có sân chơi, giúp em có văn hóa, và sau đó còn đi biểu diễn mang lại niềm vui cho mọi người nữa chứ. Cái đó mới là cái điều quan trọng nữa. Sau khi học được rồi, đạo đức của em có rồi, kinh nghiệm múa lân cũng đã có rồi, bắt đầu đi phục vụ và biểu diễn. Thì bước ngoặt đầu tiên đội lân ưu tiên đi biểu diễn những nơi có hoàn cảnh khó khăn, đó là những cái mái ấm, những cái nhà mở, rồi những cái làng trẻ SOS, múa và mang niềm vui lại cho những em khó khăn hơn mình, có hoàn cảnh đau thương hơn mình, muốn cho các em nhận thức được về cái giá trị của mình. Rồi bắt đầu mời tới biểu diễn thì tụi em không có kèo nèo thù lao, khách món tặng hay là lì xì bao nhiêu thì tụi em nhận bao nhiêu. Nhớ lại ngày xưa những đội lân đi vô nhà người ta múa, tụi em gọi là đi lân đi múa dạo thôi đó, múa phố phường. Thì ngày xưa nhiều người ta hay kỳ thị, có nghĩa là những đứa trẻ không ngoan, rồi những đứa trẻ nó không cha không mẹ, rồi nó là sẽ là trộm cắp, nói chung là như vậy. Lúc đó tụi em mặc cảm lắm, khi mà đi tới biểu diễn người ta đóng cửa lại, là người ta thả con chó ra trước cửa, không có cho mình múa. Em nhìn thấy vậy em thấy em đau xót lắm. Nhiều lúc đó em muốn khóc trong lòng, không được người ta đón nhận. Từ đó em mới thay đổi số phận cho mình. Muốn thay đổi số phận cho mình thì thay đổi cho tất cả anh em, từ cái trang phục, từ cái tên tuổi, rồi từ cái lời ăn tiếng nói. Phải chứng minh cho người ta thấy được là tụi tôi mặc dù không cha không mẹ nhưng mà chúng tôi không phải là những người như vậy. Một lần đến biểu diễn rồi mang được nhiều ấn tượng đến cho người ta, từ lời ăn tiếng nói, từ cái trang phục và cái tác phong đi thưa về dạ, rồi từ đó người ta yêu thích người này giới thiệu người kia, rồi tiếng lành đồn xa, rồi đâm ra nhiều người biết đến Đông Nhi Đường, phát triển được tới ngày hôm nay và thay đổi được số phận cho mình. Không chỉ thay đổi số phận cho mình mà còn mang lại những giá trị cho những người khó khăn hơn mình nữa. Dạ. Cái này rất là hay. Ngay sau đây những cái hình ảnh mà các em trong Đông Nhi Đường biểu diễn, chúng ta cùng xem một đoạn nhé. Thank you.
Đó là những hình ảnh mang cho chúng ta nhiều cái nguồn năng lượng mới. Và được biết rằng sau đó thì anh cũng kết hợp các anh chị tiếp tục cho các em về kiến thức như vậy cả tiếng Anh nữa hả? Khi mà các em lớn lên tí xíu thì tôi mới suy nghĩ không lẽ là sau này lớn lên đi múa lân hoài. Nên em mới suy nghĩ tính cái tương lai cho các em thì mới gặp được các anh chị tình nguyện viên, các cô giáo, thầy giáo giúp đỡ cho các em, hướng dẫn cho về ngoại ngữ. Em không có biết là sẽ lo được cho các em nó tới đâu, có tới nơi tới chốn không. Nên em trước mắt là em phải tìm ngoại ngữ cho các em để học trước, cuộc sống mình nó tốt hơn. Mình rất thích cái nhìn, cái tư duy của anh. Để chúng ta có thể thoát nghèo hay thoát khó, không có con đường nào mà lý tưởng nhất đó là tri thức. Và bây giờ chắc có lẽ là chúng ta sẽ mời những người mà cùng đồng hành với mình lên đây để kể tiếp câu chuyện. Thì anh em sẽ mời ai? Tôi có một người bạn Trần Quốc Bảo Tiên. Thì bạn này cùng đồng hành với tôi trong gần suốt 10 năm qua, chuyên làm ra những dụng cụ, đạo cụ lưng sư rồng cả nước và cả quốc tế. Cả nước cả quốc tế. Dạ. Khoảnh khắc cuộc đời vui mừng được chào đón anh Bảo Tuyên. Em xin được chào anh Vinh, toàn thể quý khán giả của chương trình. Anh Nam chia sẻ rằng anh là cái người mà đã tạo ra những cái đạo cụ, những cái dụng cụ mà cho con lân sư rồng không chỉ ở Việt Nam mà còn cả nước ngoài nữa. Dạ. Thì cụ thể công việc là gì ạ? Công việc của em là sản xuất những cái trang phục biểu diễn cho bộ môn lân sư rồng, gồm có đồng phục, cờ, liễn, các loại đầu lân, các loại mình lân, những thứ khác liên quan. Cho Vinh tò mò một chút là trong tất cả những cái đó thì cái gì là khó nhất và quan trọng nhất? Theo em nghĩ đó là làm đầu lân và đầu rồng, vì cái này nó thuộc về nghệ thuật và mình phải làm thủ công bằng tay. Và ngày hôm nay một người bạn đã đồng hành với mình 10 năm rồi hả? Dạ đúng rồi. Ở anh Nam toát lên cái điều gì nhất và ấn tượng nhất đối với anh? Cái điều ấn tượng đối với em nhất đầu tiên đó là anh Nam không có cái tính ngại, không sợ khó. Không sợ khó, không sợ khổ. Tại vì anh Nam có thể đi khắp mọi nơi, gặp tất cả mọi người, không có cái sự sợ khó khăn, ngại ngùng. Chủ yếu là muốn tốt cho cái công việc của mình. Muốn tốt cho công việc của mình và muốn tốt cho các em nữa. Dạ đúng rồi ạ. Đó là bắt đầu từ tình yêu thương. Cơ sở của mình á, hiện nay là có bao nhiêu em? Nay thì được 36 em. 26 em thì ở trực thuộc ở đoàn, còn 10 bạn kia còn gia đình. Nên anh thử ra các em ở nhà và chỉ có tới là sinh hoạt thôi. Trong suốt 10 năm qua em thành lập gia vào thôi là cũng hơn 200 bạn rồi. À, có nghĩa là vào rồi có bạn trưởng thành rồi. Dạ. Đi ra lớn lên. Hiện nay cái cơ sở của mình đã tự cung tự cấp hay là kiếm ra để nuôi sống mình được, hay là vẫn phải dựa vào một cái nguồn kinh phí khác? Đôi khi là tụi em được các mạnh thường quân, các mạnh thường quân như các tiểu thương ở chợ đầu mối thì người ta mang đến, người ta ủng hộ, người ta cho đội lưng thì tụi em vẫn tiếp nhận. Cái nguồn chính để là lo thu nhập cho các em là nó cũng phải nhờ vào cái múa lưng và nhờ vào những anh đã từng lớn ở trong Long Di Đường ra rồi đi làm và phụ giúp nuôi lại những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hiện tại như vậy. Dạ. Vậy là chúng ta vẫn đang chung tay với nhau đúng không? Dạ, đã cùng chung tay. Và một cái người kế bên cũng đã chung tay với mình 10 năm rồi. Rồi nói về Tiên thì phải nói là một người cũng rất là tốt. Khi mà có những sản phẩm mới nào, lúc nào cũng ủng hộ cho Long Di Đường trước. Từ cái cờ nè, tặng cho Long Di Đường, rồi quần áo, trang phục. Rồi thậm chí mới gần đây nhất là khẩu trang. Khẩu trang mà có mô hình của những chú lưng đặc sắc giờ cũng mang đến tặng cho các em. Và đặc biệt hơn nữa là sắp tới đây Tiên sẽ hỗ trợ thêm cái phần tiếng Anh nữa, giúp đỡ cho các em nhỏ. Hay quá. Nhưng bây giờ anh Tuyên à, chắc chắn là bản thân mình khi cho các em những cái điều mà mình có để mình cho, nhưng mình cũng mong muốn các em rất là nhiều đúng không? Qua cái quá trình mà đồng hành với lại anh Nam, em là một người bạn suốt 10 năm, em nhìn thấy được những cái bước ngoặt, những cái sự khó khăn, những cái sự thành công, những cái trăn trở của anh Nam. Em với Nam có ngồi tâm sự với nhau, tụi em đều mong muốn một điều là cái múa lân chỉ là cái trước mắt thôi, chỉ là một cái sân chơi, chỉ là nơi để tập hợp. Tụi em muốn các em là lớn lên sẽ trưởng thành và thành người. Mỗi người sẽ có một cái chuyên môn nhất định trong cuộc sống, bước ra ngoài cuộc sống sẽ làm những con người tốt, những con người tự tin có thể cống hiến được cho xã hội. Rồi từ đó thì lấy những cái tấm gương đã đi trước, rồi những thế hệ sau tiếp theo thì nó sẽ luôn luôn như vậy. Tiếp theo tôi thích nghĩ rằng với cái chia sẻ của Bảo Tuyên, không chỉ là cho những em ở Long Nhi Đường đâu ạ, và cho rất nhiều em đang khó khăn, đang gặp những vướng mắc trong cuộc sống, có thể là chủ quan hay khách quan, nhưng đó là những lời gửi gắm rất chân tình ạ. Khi có người giúp đỡ cho mình, nhưng mà bản thân mình cũng phải cố gắng nữa. Nếu chỉ có sự giúp đỡ của người khác thì là chưa đủ. Mong là các em được quan tâm chăm sóc thì các em hãy cố gắng, biết đâu được các em là những người tiếp theo tiếp nối cái hành trình đó của các anh. Trong giây phút này Vinh chỉ biết gửi lời cảm ơn hai anh đã mang những điều tốt đẹp đến cho các em, và đặc biệt là mang những câu chuyện ý nghĩa đến khoảnh khắc cuộc đời. Chúc hai anh sức khỏe và niềm vui, cũng như là niềm tin yêu vào cuộc đời
là những gì mình đã làm thì mình xứng đáng được nở một nụ cười và hành trình đi tiếp. Đó là hai chữ hạnh phúc. Cảm ơn hai anh đã có mặt trong khoảnh khắc cuộc đời. Thưa quý vị, và đó chính là anh Lê Văn Nam. Chúng ta phải cảm ơn câu chuyện thật đẹp ngày hôm nay. Một tình yêu thương vô điều kiện dành cho những trẻ mồ côi cơ nhỡ, những em có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ tạo nên một công ăn việc làm mà còn dạy cho em cả một cách sống lương thiện. Một lần nữa xin được chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe và đội Lân Sư Rồng Lộc Di Đường ngày càng phát triển nhiều hơn nữa anh nha. Xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh sẽ gửi trao cho anh một kỷ niệm để ghi nhớ lại khoảnh khắc thật đẹp ngày hôm nay anh đã đến với chương trình. Và kính thưa quý vị, chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời ngày hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 22:45 ngày mai trên kênh HTV9. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.